Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Ngày hôm nay mình có về một con đồng hồ rất là hiếm. Con này là một bản giới hạn 1.500 chiếc trên toàn cầu. Đây là con Orient Sun and Moon. Chiếc này thì có một cái thiết kế rất là đẹp mắt với tông màu 3D xanh cực kỳ quyến rũ. Đây, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu em nó cho các bạn xem. Một con Orient Sun and Moon cực kỳ đẳng cấp và là phiên bản giới hạn. Cầm trên tay là các bạn đã thấy cái độ sang trọng của em nó cực kỳ về màu sắc cũng như cái thiết kế. Này thuộc cái dòng Gen 4 của Sun and Moon, là một trong những dòng thành công nhất của Orient Sun and Moon. Dòng Gen 4 Sun and Moon thì có một thiết kế cực kỳ độc đáo ở góc 9 giờ là thở van tim, đẹp mắt vô cùng. Ở góc 6 giờ là lịch Sun and Moon, lịch nhật nguyệt. Thì anh em đều biết rồi, cái này mình sẽ chỉnh ngày giờ thì lịch nhật nguyệt sẽ thay đổi. Bộ kim mắt ngỗng, đặc trưng của dòng Sun and Moon. Ok, chiếc này thì có khay là 42mm cùng với cái độ dày là chỉ có 14mm. Lên tay rất là đẹp mắt và vừa tay. Đây, mình sẽ để lên tay cho các bạn xem. Đây, rất là đẹp mắt, đẹp vô cùng các bạn ơi. Đây, các bạn thấy không? Anh em có cổ tay từ 15, 16 cho lên thì đeo đều rất là đẹp. Rồi, phần tiếp theo mình muốn nói là cái bộ máy của con Sun and Moon Limited này là bộ máy F6L24, là một trong những cái bộ máy cực kỳ tiên tiến của Orient. Bộ máy rất là bền bỉ, có đầy đủ những chức năng là lên có tay. Đây, mình lên có tay rất là mượt. Cùng với lên có tự động, khi mình đeo thì có sẽ tự động tích cót, cho thời gian tích cót là 40 giờ. Thì con này mình có hacking stop, là khi mình chỉnh giờ thì kim dây sẽ dừng, lúc mình chỉnh giờ rất là chính xác, cho sai số rất là thấp. Đây, thì chỉnh giờ cũng rất đơn giản thôi. Đây, mình kéo một nắp ra, mình chỉnh giờ đây là được. Ok, tiếp theo là mình sẽ đi vào cái phần mặt kính của con Sun and Moon Gen 4 Limited này là mặt kính Sapphire. Đây, Sapphire Crystal là mặt kính Sapphire nguyên khối chống trầy rất là tốt, là một trong những mặt kính là mà anh em trên toàn thế giới đều mặc đều thích vì cái độ bền của nó. Ở góc 12 giờ là logo cùng với dòng chữ Orient Automatic được làm rất là đẹp. Những cái điểm là 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ là thiết kế những cái cọc số La Mã rất là đẹp mắt. Đây, những cọc số đều làm lumin màu vàng mã rất là sang trọng. Về phần bên hông thì các bạn sẽ thấy là cái logo khắc trên nấm của Orient, và cùng với cái bộ chất liệu thép không rỉ mà màu rose gold rất là đẹp mắt, rất là đẹp. Cái màu rose gold là một trong những cái màu thời thượng nhất hiện nay, anh em đeo lên tay đều thấy rất sang trọng. Ok, rồi về phần mặt đáy thì các bạn thấy đây, mặt đáy là lộ cơ hoàn toàn luôn. Cái điểm nhấn chính là dòng chữ Limited Edition, đây có khắc số thứ tự của con này là số 532 trên 1.500 chiếc trên toàn thế giới. Đây, chiếc này thì có độ chống nước là 53, tướng là 50m, anh em đeo chống nước, rửa tay, đi mưa vô tư rất là thoải mái nha. Đây là những chi tiết về số series và thông số về máy. Bản này là bản Main Japan, là bản nội địa. Đây, Main Japan đây. Rồi, đây dòng chữ Epson, độc quyền của Seiko Epson. Front Sapphire Crystal, mặt trước là kính Sapphire, lúc nãy mình đã nói rồi. Ok, chất liệu là stainless steel, thép không rỉ, đầy đủ những thông số. Trên phần bánh đà thì có khắc chi tiết về máy là F6L24, dòng chữ Japan, cùng với 22 chân kính, làm cho cái bộ máy này hoạt động rất là trơn tru và chính xác. Đây, mình sẽ xoay lại lần nữa cho các bạn xem.
theo nó. Chiếc này thì sử dụng phần dây thì sử dụng cái bộ dây vân màu xanh navy, đẹp mắt vô cùng, hợp với cái tông màu xanh 3D ở trên mặt dial làm nổi bật. Trên dây thì sử dụng cái khóa cài chống gập của Orient rất là cao cấp, giúp cho anh em khi sử dụng thì tránh tình trạng gập dây gãy dây, tối ưu được cái, những chi phí sau này. Ok, sẽ để lại gần nữa cho các bạn xem em Orient Sun and Moon bản limited cực kỳ đẹp, đẹp không thể chê vào đâu được. Ok, chiếc này ở ngoài hãng thì có giá bán khá là cao, là lên đến 13 triệu nhưng mà không có hàng. Nhưng mà sau cái đợt săn sale thì tại CityWatch đã săn được vài chiếc với chiếc giá rất là ưu đãi. Nếu anh em nào quan tâm thì có thể ghé showroom để xem trực tiếp và tận mắt em nó, hoặc có thể đặt hàng ngay qua hotline 0938777224 để được tư vấn và đặt hàng ngay em siêu phẩm ngày hôm nay. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của CityWatch. Nếu thấy hay hãy ấn like và subscribe đăng ký kênh của CityWatch. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.